30 hoặc là những cặp bot BMB chơi gia đình rất tuyệt vời nha, chơi hai cặp 30 hoặc là những cặp bot vô tư. Giá là 10 triệu bao gồm phí ship nha các bác, điện 110. Thì hãng Sansui thì chỉ có hàng nội địa thôi. Máy đẹp xuất sắc nha, rất là mới nha các bác, có tính năng chơi sub cực kỳ hay luôn. À, nếu các bác chơi sub thì chúng ta bật lên. Còn chơi sub thôi, còn ở đây là lúc nguồn chính để mình chơi nhạc. Đấy. À, những volume mình cách tập đấy. Rất là hay nha. Giá là 10 triệu bao ship được tặng kèm một bộ da ba lan, phía trên là nắp của máy, còn tem cờ tuyệt đẹp luôn nha. Đẹp keng nha các bác, cực kỳ xuất sắc luôn. Ở phân khúc này thì tầm 10 triệu các bác có tìm một con đẩy mà đời cao hay e như thế này của hãng Sansui Nhật Bản thì liên hệ cho em, tem cờ còn nguyên nha, chữ Nhật không. Máy đẹp keng, giá là chỉ có 10 triệu thôi. Đợt này em về những con này giá ngon, tiết kiệm 500 nghìn so với những đợt trước. 10 triệu bao ship nha bác, chuyển khoản đủ thì còn 9 triệu 8, chuyển khoản đủ em bớt 200. Đây là gồm trạm loa này các bác, trạm loa này thì hai xe nếu chơi sắp thì gặp qua, hay là cầu loa bắp chuối mơ chim, cầu loa Nutric này các bác. Đấy, cầu loa Nutric như các bác sử dụng rất cao cấp luôn nha, đường tín hiệu vào là có ba lan, khi các bác mua hàng bên em đều được tặng kèm của ba lan, volume monitor đầy đủ hết nha các bác, điện 100V nha, quá keng nha bác, là chốt em này, alo cho em nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Sansui Hi-Fast BR4023A, em nói là chạy nguồn xuyến thôi, tại vì những dòng đời cao cao cấp đều chạy nguồn xuyến hết nha các bác, to gần bằng bàn tay nha các bác. Đây là phần bo nguồn, sử dụng là rất là nhiều tụ, cấp 2, 4, 6, 8 tụ nha, 8 tụ nè và 24 sò nha bác, 24 sò phát nha, tiếng cực kỳ là chi tiết luôn. Ở phân khúc này em nói gọi là rất là đỉnh, bởi vì mang trong mình là một công suất khỏe 24 sò phát và chạy tăng phô xuyến 8 tụ lục nguồn và có tính năng cắt súp chơi súp rất là tuyệt vời và máy rất là mới, giá chỉ có 10 triệu nha bác, bao gồm phí ship rồi. Đây là những con đại Nhật của hãng Sansui, chơi full 30 vô tư nha bác, hai cặp 30 hoặc là các bác chơi những dòng robot BB gia đình thích một con đẩy đến từ Nhật cũng như là độ mới và độ cao cấp rồi dòng mà đời cao thì B như em này có rất là nhiều tính năng chơi. 10 triệu bao ship, cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em bớt 200 là còn 9 triệu 8 bao gồm phí ship được thành kèm một bộ dây ba lan. Rất là mới nha các bác, cực kỳ mới luôn, các bác có thể ngắm qua rồi. Là dòng đời cao nó mới keng đó. Đây là phần công suất này. Mỗi vế là chạy 12 sò, tổng là 24 con sò phát nha các bác. Rất là khỏe. Mọi chi tiết mua sắm những sản phẩm anh em có liên hệ trong hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em mới về những em này rất là tầm tiền, chỉ có 10 triệu thôi nha các bác. Gỗ này, phần gỗ rất đẹp luôn nha, ngắt ngay phía trên nóc này, đẹp keng luôn, đẹp không điểm trừ đây các bác. Đấy, phần gỗ này các bác, phần gỗ này bóng piano sang trọng luôn nha. Còn này các bác đánh lo châu Âu, lo Mỹ, lo Nhật đều tốt hết nha. Đặc biệt của dòng này nó cho ra tiếng bass mềm các bác, và nghi càng lâu càng hay, nó kiểu như là class A, phục vụ nghe nhạc vàng rất là tốt, bắt mềm xuống sâu này, phía sau này quá đấy, thấy có thanh gỗ keng luôn, thấy có rắc mạ vàng, điện 100V 220W nha bác, điện 100V 220W, đánh hai cầu loa A B A cộng B, trở kháng là 4-16 ohm, có thanh gỗ nha, bật keng 9 triệu 5 nha bác, bao gồm phí ship. Đối với em này các bác chơi bắt 30 thoải mái nha. Nhưng dòng loa JB bắt 30 là 4312 này các bác, L50, L36, L56 vân vân đều ghép tốt. Nó về mà răng thì ghép JB là tuyệt vời. Phía dưới tận đất này, đánh hai cầu loa ABA cộng B nha. Còn chơi loa bot thì đánh được hai cặp bot 3-1 series 3, một cặp 7-1. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Con này rất là mới nha, bác nào lấy là alo cho em. Em này chạy là 8 sò nha các bác, chạy 8 sò khỏe lắm, 8 sò 220W, đánh hai cầu loa ABA cộng B. Đây các bác cùng xem độ mới của máy nha, máy đẹp long lanh luôn, đặt tiêu chí vừa nghi vừa trân, tất cả dung tuyệt đối nha, máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Sau đây em mời các bác cùng xem luôn nội thất bên trong để các bác xem cái độ đẹp của từ linh kiện nó như thế nào nha. Đây mời các bác và tất cả các anh em đang xem kênh video này thì xem độ đẹp của con Marang này.
Mé cấu hình lớn nên là sử dụng 4 tọa lực nguồn và một cái tăng phô. Và em nó chạy tới 8 sò nha các bác, 8 sò nha. Đấy, 4 xanh 4 đen nha, 4 xanh 4 đen. Màu vế là hai đen hai xanh này. Đấy, bên kia là hai đen hai xanh, hai đen phía bên cuối này các bác. Đấy, hai đen và đây hai xanh này. Tổng là 4 xanh 4 đen nha các bác. Đây là các bác thấy linh kiện này, nó mới. Đây là hai cái rờ le cho hai kênh này. Rờ le. Đây phần rề. Đây đồ mới sản phẩm này các bác. Đây tem lên sườn này. Và sườn này các bác, ốc ác mà đồng hết nha các bác. Đấy. Các bác có thể xem được đồ đẹp sản phẩm nha. Con này 9 triệu 5 bao ship nha. Chuyển khoản đủ thì vẫn bớt cho các bác 200.000, là còn 9 triệu 3 bao ship. Còn cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên, cọc thì vẫn giá 9 triệu 5 nha các bác. Tại vì cọc tiền tốn tiền phí thu hộ nên em không bớt cho các bác được. Này các bác thông cảm nha. Thì cơ bản là giá em đưa ra cũng rất là tốt để các bạn sở hữu một con Marantz 74D hàng tuyển hoa hậu nha, 9.500.000. Rồi các bác nào yêu thích sản phẩm bên em thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Chốt sản phẩm nào cọc tiền hay là chuyển khoản đủ em chuyển hàng tận nơi tất cả các bác nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.